đi đường cao tốc thì nó nhanh. Tội gì đi chơi vất vả. Lào Cai cái thành phố này nó mới đẹp. Mình đến đây mấy lần nhỉ? Ăn ở đây nhỉ? Hồi cái gì đây? Cái ăn bữa trưa thôi. Thank you.
trái vào Phú Thịnh, các biển báo dành cho Hà Nội. Trái như trên đường, trái bắt bây giờ đèn đỏ.